Vú sữa hoàng kim này thể loại trái bọc tự nhiên, cho trái quanh năm luôn nha bà con. Cây này đang hoa nè. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thường thì bên trung tâm cây giống luôn chia sẻ cho quý bà con những loại cây giống mới, cây trồng xen canh và những loại cây trồng kinh tế cao và năng suất cao. Và đồng thời cũng hỗ trợ cho quý bà con chúng ta những cái kỹ thuật trồng trọt luôn nha bà con. Còn ngày hôm nay thì Ly đi trồng cái dự án đầu tư là cái cây vú sữa hoàng kim, cây xoài Đài Loan ha bà con, còn cây na sầu riêng với cái cây ổi ruby. Cây to hết nha bà con, cây hoàn toàn to hết. Vú sữa hoàng kim thì anh trồng cái cây to như vậy thì chỉ trong vòng là từ 5 tháng thôi ha bà con là đã ra trái rồi. Đây đi lại cái cây to cho quý bà con chúng ta cùng xem rõ hơn nè. Đây ha bà con. Đây là cây vú sữa hoàng kim nè. Thuộc dạng cây to nha, cái cây lỗ như vậy. Cái cây này thì trồng đất thì nó đã ra hoa rồi nhưng mà bên trung tâm cây giống sẽ bứng lên đó bà con. Sẽ đi trồng lại cho anh thì tầm khoảng từ 4 tháng đến 5 tháng thì cái cây nó sẽ ra trái lại ha bà con. Vú sữa hoàng kim thì chúng ta trồng cái cây con nó thì chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng là ra trái thôi. Còn nếu như chúng ta đầu tư vào những cái cây bự như vậy để rút ngắn thời gian á thì có cây thì nó đang ra hoa nữa sẽ đậu trái luôn nha bà con. Nhưng mà những cái lứa trái, những cái lứa hoa như vậy thì bên trung tâm cây giống trồng cây thì sẽ loại bỏ ha bà con, rồi sẽ cắt đọt thì cây nó sẽ phát triển hơn. Khi mà cái cây như vậy thì anh trồng ra thì tầm khoảng 4 đến 5 tháng thì cây đã ra trái xum xuê, nhưng mà con trái vú sữa hoàng kim màu vàng rất là đẹp. Sự thu hút của khách hàng rất là nhiều nha bà con, tại vì anh là trồng cái khu ẩm thực, khu sinh thái. Anh mở cái nhà hàng á bà con nên anh đầu tư cái cây vú sữa hoàng kim mang sự may mắn cho quý bà con luôn ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng kiểng, trồng vườn, trồng sân thượng hoặc là mở những cái khu sinh thái thì chúng ta có thể tham khảo về cái giống vú sữa hoàng kim này nha bà con. Tại vì cái bạn này cho trái màu vàng, nó sẽ thu hút khách hàng ha bà con. Ăn thì nó cũng rất là ngon nha, chúng ta có thể trồng kinh tế được nha bà con. Ăn thì nó sẽ thơm mùi xoài hoặc cái mùi bơ sữa. Trong ruột thì nó có từ 1 hạt đến 3 hạt. Còn cái chiều cao của cây to cây lỡ như vậy thì nó cao tầm khoảng là từ 1,5 m ăn lên nha bà con. Cái hoành thì nó tầm khoảng là hoành 20 đến 22. Còn cây thì nó sẽ quay chi quay tàn đẹp. Rất là đẹp ha. Cây này chúng ta có thể sở hữu một vài cây để trồng vườn, trồng sân thượng nha bà con. Cây này chúng ta có thể trồng chậu được nha. Trồng chậu thì ra trái rất là sai. Trái thì nó sẽ mọc trong cái thân đó bà con, trong cái thân như vậy. Cái cây thì đang ra hoa nè, quý bà con chúng ta thấy không, cái cây nó đang ra hoa nè. Đây, cây đang ra hoa ha, cây đang ra hoa là đang đậu trái luôn. Vú sữa hoàng kim này thể loại trái bọc tự nhiên, cho trái quanh năm luôn nha bà con. Cây này đang hoa nè, nhưng mà bên trung tâm cây giống trồng thì sẽ loại những cái hoa này đi. Cái cây nó sẽ cứng hơn, khoảng 2 đến 3 tháng sau thì cây nó sẽ tự ra hoa đậu trái lại ha bà con. Cho trái rất là sớm nếu như chúng ta muốn sở hữu một vài cây để trồng thưởng thức, trồng rút ngắn thời gian, trồng sân thượng, trồng để trưng Tết, trồng để chơi Tết thì chúng ta đầu tư vào những cái cây to giống như vậy. Đây. Cái dự án này là ở quận 7 nha bà con. Anh đầu tư là 160 cây, mỗi loại là 40 cây. Cây này là cây vú sữa hoàng kim. Còn Ly sẽ đi quay cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây na sầu riêng ha bà con, na sầu riêng. Na sầu riêng thì chúng ta trồng thể loại cây con thì trong vòng là từ 18 tháng là ra trái bối. Chúng ta cắt cành thì bạn này có thể ra trái nha bà con. 15 tháng thì chúng ta có thể làm trái được. Nhưng mà quý bà con chúng ta trồng kinh doanh thì chúng ta nên để từ 18 đến 24 tháng thì chúng ta làm trái, thì cái cây sau này chúng ta nó sẽ sai trái hơn, cây nó sẽ cứng cáp hơn và nó sẽ đậu trái nhiều hơn ha bà con. Cây na sầu riêng thể loại lá là nó mọc tứ chi như vậy nè bà con. Lá nó sẽ mọc tứ hướng, giống như đây một lá nè, sau lưng một há, còn bên hông một lá nữa, còn trước đây thêm lá ha. Lá nó sẽ khác hơn những loại na khác. Na Đài Loan thì lá nó sẽ mọc hình xương cá đi lên, chỉ có hai bên nách lá này nó mọc ngay lên thôi. Còn riêng về cái cây na Thái nữa thì lá nó hơi quắn, nó hơi quăng quăng lại ha bà con, cũng rất là dễ nhận dạng. Cái lá na sầu riêng với lá na Đài Loan thì nó rất là giống nhau, nhưng mà chúng ta phân biệt lá một tí chi là chúng ta nhìn vô là chúng ta phát hiện ra liền ha bà con. Chúng ta quan sát kỹ thêm một tí xíu là chúng ta không bao giờ mua nhầm giống. Cái trái na sầu riêng thì ăn nó rất là thơm, nó rất là dai. Trọng lượng trái thì nó từ 1 kg đến 2,5 kg luôn đó bà con. Ăn thật sự rất là ngon luôn. Trồng kinh tế cực kỳ cao luôn nha bà con. Giá trái của bạn này hiện tại là rất là hiếm, nên Ly không có định giá được nha bà con. Nhưng mà giá trái nhập á, hiện tại á, thì cũng tầm khoảng là từ 300 ngàn trên 1 kg. Lúc trước Ly nhập là tới 500 ngàn 1 kg lần đó bà con. Nhưng mà một trái như vậy 2 kg là nó cũng trên 1 triệu một trái như vậy á. Khá là cao luôn á. Cây to hoàn toàn hết nha bà con. Cái cây như vậy là đã ra hoa rồi. Lúc ở dưới đất thì nó đã ra hoa chuẩn bị đậu trái rồi nha bà con. Ly sẽ bứng lên. Bứng lên và sẽ đi trồng cho anh thì cái cây nó thời gian nó sẽ sựng lại. Khi mà những cái đọt này nè,
nó già ra hết bà con, thì bên trung tâm cây giống sẽ lên tiến hành làm trái cho anh nha. Cái hoa của bạn này thì nó rất là to, cái hoa bạn này nó tới 6 cánh đến 7 cánh luôn nha bà con, tại vì cái trái nó rất là to. Đây nè, cây đang đây, cây đang quý bà con chúng ta thấy không, hoa nè, đây là cái hoa nè đó. Thể loại na sầu riêng trái đậu tự nhiên nha bà con, thể loại trái na sầu riêng thì nó sẽ tự thụ phấn, nó sẽ ra tự nhiên, ta không cần can thiệp để làm trái, để thụ phấn cho cây ha. Đây, trái rất là to nên cái hoa nó rất là dài. Na sầu riêng thì cái vị nó ăn thì nó rất là thơm, chứ không phải là ăn cái thơm mùi sầu riêng nha bà con. Trái nó to, nó có gai giống như trái sầu riêng thì nên nên người ta sẽ đặt nó là cái na sầu riêng, chứ thật sự là ăn nó không có thơm na sầu riêng. Đó. Cây rất là xinh, rất là đẹp nha bà con. Luôn. Cây giống mới ha. Cô chú anh chị nào thích trồng na thì chúng ta có thể tham khảo về cái cây na sầu riêng này. Còn đây, mô hình này là trồng 40 cây nha bà con. 40 cây to anh trồng để mở cái khu sinh thái, khu ẩm thực của anh. Anh muốn cho khách tham quan, cho con mô hình của anh đẹp hơn. Anh đã có hồ cá rồi nè bà con. Cái hồ cá của anh cũng rất là nhiều cá. Ở đây là đất Sài Gòn nha bà con. Anh sở hữu một cái khu vườn này cũng khá là to nè. Ở ngoài trước là cái khu ẩm thực, cái khu ngoài trước là cái khu ẩm thực, còn ở đây là cái khu vườn của anh. Mấy anh thì cũng đang sang sửa cho cái khuôn viên nhà anh á, nó sẽ đẹp hơn. Còn tới cái cây tiếp theo, cây tiếp theo là cây xoài nha bà con. Cây xoài Đài Loan. Cây xoài Đài Loan. Cây to. Cây to 2 mét luôn mà con, ly cao 1m65 nhưng mà đứng không có, đứng mới tới đây thôi, còn du lên nhiều lắm, cây cao 2 mét. Cây một chi một tàn hết nè. Xoài Đài Loan thì trái nó to nha bà con. Có trái thì nó khoảng 1 kg đến 1 kg rưỡi luôn á. Trái rất là to. Ăn thì nó có vị chua, ăn rất là giòn nha bà con. Nó có vị chua chua ngọt ngọt. Ăn sống thôi nha. Xoài Đài Loan thì chỉ để ăn sống thôi ha bà con. Ăn chín thì ly cảm nhận thì nó không ngon bằng. Trái thì rất là to. Cái đầu thì nó có hơi tím tím, còn ở dưới thì nó màu xanh. Cái hạt thì nó cũng tương đương nhỏ thôi ha bà con. Cây rất là khỏe mạnh nè. Cây như vậy trồng thì chúng ta trồng khoảng là hơn năm thôi là cho trái à. Rồi, trước khi trồng thì bên trung tâm cây giống thường xài là cái phân quả cầu lửa nha bà con. Cái phân quả cầu lửa 007 sẽ trộn với cái bu mắt da băng. Đây nè, đây là cái bu mắt da băng nè bà con. Cái bu mắt da băng nè. Ở đây là cái phân quả cầu lửa 007. Tỷ lệ trộn là 41 nha bà con. 41. Trồng cái cây con á bà con thì chúng ta chỉ xài cái phân quả cầu lửa 007 thôi. Còn riêng về cái cây to, cái cây lớn thì chúng ta phải trộn thêm cái phân này để cung cấp cho cây nó sẽ tốt hơn. Trong đây nó gồm có cái năm cái hợp chất rất là tốt cho cây ha bà con. Nhất là cải tạo đất nè, hạ phèn nè, ngộ độc hữu cơ nè, giảm rụng trái, đứt trái, thúi trái nè. Dùng cho tất cả loại cây luôn ha bà con. Ra rễ cực mạnh, đâm chồi đẻ nhánh, làm cứng nè, làm cứng thành phần tế bào cho trái, tăng cường chất đề kháng nha bà con. Trộn cái phân này với cái cây này vô thì rất là tốt. Trong cái thời gian của chúng ta mà cái cây đang cho trái á, cây sầu riêng hoặc cây mít, cây dừa hay bà con, những loại cây khác thì chúng ta xài cái tỷ lệ như vậy, pha lại tốt cây lắm nha bà con. Nuôi trái, lớn trái, phì trái, đẹp trái. Còn cái phân ngũ cơ quả cầu lửa như vậy thì cái giai đoạn đầu cái cây con thì chúng ta bón lót nửa ký thôi. Còn riêng về cái cây to như vậy thì chúng ta phải bón lót 1 ký bà con. Tỷ lệ trộn 4 bao 007 và 1 bao bu mắt da băng. Ổi ruby cũng cây to luôn. Ổi ruby thì chúng ta trồng cái cây con á, thì từ 6 tháng thì chúng ta có thể làm trái được ha bà con. Ổi ruby thì cái ruột màu hồng, trong ruột thì nó rất là ít hạt luôn. Ăn thì nó rất là giòn và ngọt nha bà con. Hiện tại thì Ly ăn ổi ruby thì Ly cảm nhận là nó ngon nhất hiện tại luôn. Hồi lúc trước thì Ly ăn thì Ly cảm nhận là cái ổi nữ hoàng thì nó sẽ ngon. Hiện tại thì bây giờ thì thấy ổi ruby này là ăn ngon nhất nha bà con. Đây, cái lá ổi ruby đi thì nó sẽ tròn tròn. Lá nó sẽ tròn, nó sẽ xanh đậm hơn. Và quý bà con chúng ta gờ vô thì nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Đây, cái gân lá nè. Cái gân lá nó nổi lên nè bà con. Những cái lá ổi khác thì nó sẽ dài thôi hả bà con. Dài hơn, nó mịn hơn và nó sẽ vàng hơn, với nó không có xanh đậm như vậy. Cũng rất là dễ phân biệt.
con chúng ta mà cần mấy anh kỹ thuật đến tận vườn để trồng cây thì quý bà con cứ gọi vào hai số điện trên màn hình ha bà con. Bên trung tâm cây giống sẽ đến tận vườn và trồng cây trực tiếp cho quý bà con ha. Trồng hoàn thành khu vườn nha bà con, chứ không phải trồng một hai cây nha. Trồng hết cái khu vườn cho quý bà con chúng ta luôn ha, và chăm sóc định kỳ cho quý bà con. Luôn hỗ trợ và đồng hành của quý bà con nha. Trồng cái cây to thì nó hơi cực hơn cái cây nhỏ tí xíu. Phải che lưới lại bà con để cho cây nó khỏe hơn. 20 ngày đến 1 tháng rồi mới dở lưới ra ha bà con. Cây lúc đó nó sẽ khỏe hơn. Chúng ta họ trồng thì sẽ không cần hao. Khu vườn ở đây ha. Trồng vú sữa hoàng kim chỉ trong vòng là sau 4 tháng thì khu vườn nhà anh sẽ có một cái khu vườn trái sum xê luôn ha bà con. Nhìn là mê, trái vàng 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 như vậy. Khi mà quý bà con chúng ta mà có dịp mà rằm hay là dịp cúng gì đó, nhà của chúng ta mà sở hữu một cái vườn vú sữa hoàng kim như vậy, chúng ta hái lên, đơm lên cái dĩa trái cây á bà con thì nhìn nó rất là đẹp nha. Đây là anh Tử nha bà con. Anh Tử, nhà anh là sở hữu vườn sầu riêng rất là to nha, chuẩn bị làm trái á. Thì những cái video sau thì Ly sẽ đi qua nhà anh Tử, sẽ quay cho quý bà con chúng ta cùng xem những cái kỹ thuật làm trái sầu riêng nha bà con. Từ khi là cái giai đoạn đầu cho tới khi mà cái cây thu hoạch trái sầu riêng luôn. Cây sầu riêng của anh là đang chuẩn bị làm trái qua Tết nha bà con. Còn xa xa cái anh hơi ú ú đó là anh Toàn ha bà con. Còn đây là chú Bảy. Đây là chú Bảy nè. Còn đây là anh Yên. Bây giờ thì tiến hành trộn cái phân rồi, chuẩn bị tiến hành trồng nha bà con. Rồi cái video sau thì Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta cùng xem nhiều hơn và kỹ hơn về cái kỹ thuật trồng cái cây to ha bà con. Cũng rất là đơn giản, nhưng quý bà con chúng ta trồng sai một cái quy trình thì cây nó rất là dễ giống như là bị xỉu ha bà con, cây nó không phát triển. Ở đây là đất Sài Gòn, anh sở hữu cái khu vườn mà nó rộng giống như vậy thì nó cũng cả vấn đề á bà con. Quý bà con chúng ta thấy không, xa xa ở đây ha, những anh chị toàn là ở chung cư thôi, nhưng mà anh có một nguyên một cái khu vườn rộng giống như vậy. Anh cũng đã trồng những cái cây mận rồi nha bà con. Mận An Phước cũng trồng rất là nhiều rồi nè, 1 cây 2 cây 3 cây 4 cây 5 cây, cũng khá là nhiều á. Anh cũng có trồng xoài trước rồi, bây giờ thì anh cũng trồng thêm 40 cây xoài Đài Loan, 40 cây na sầu riêng, rồi vú sữa hoàng kim, ổi ruby ha bà con. Anh sẽ trồng hết một cái khu bên đây. Còn có khu bên đây thì anh sẽ tính sao, anh sẽ trồng những cái cây độc lạ hơn ha bà con, những cái cây hiếm hơn. Rồi cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta những loại cây giống to ha bà con mà bên trung tâm cây giống chuẩn bị trồng cho chủ đầu tư. Rồi, cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống Úc lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con, để tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều cái mô hình hơn nữa ha, và chia sẻ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta cùng áp dụng cho khu vườn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.